Thưa quý vị, đã 79 năm kể từ ngày độc lập đầu tiên của dân tộc, song trong lòng người dân Việt Nam vẫn vẹn nguyên sự thiêng liêng và niềm tự hào về hai tiếng độc lập. Bởi một hiện tại được đánh đổi từ sự hy sinh xương máu của rất nhiều người đã nằm xuống. Một hiện tại được đắp xây bởi tinh thần vượt khó và sự cống hiến của nhiều lớp thế hệ. Độc lập nhắc ta trân trọng những giá trị của quá khứ và trách nhiệm với tương lai. Trong cảm thức về ngày độc lập, sâu sắc nhất là những cảm xúc và nhận thức rõ nét về một tinh thần dân tộc mạnh mẽ và bền bỉ vượt qua nhiều tháng năm, nối quá khứ với hiện tại và làm nên một vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Cờ Tổ quốc tung bay trong gió thu của những ngày độc lập, những cảm xúc thiêng liêng và tự hào trong ngân dung của lòng người. Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, 105 tuổi, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 18 tuổi, từng bị thực dân Pháp bắt giữ, từng trải qua những năm tháng chiến đấu chống đế quốc Mỹ ở Trường Sơn khốc liệt, từng có mặt trên các chiến trường ở Lào thực hiện nghĩa vụ quốc tế, rắn thép trước kẻ thù, từng trải trận mạc. Vậy nhưng hôm nay, vị tướng già vẫn rưng rưng dưới lá cờ của Tổ quốc. Ông là một đại diện, một hiện thân của lòng yêu nước, của tinh thần dân tộc trong quá khứ. Đây là một ngày rất là hạnh phúc. Là cuộc đời tôi, dân tộc mình thật là hùng vĩ, trước mọi cái khó khăn đều không ngại ngùng vươn lên, và tôi cần sống ngày nào thì tôi phục vụ đảng tôi ngày nay, phục vụ Tổ quốc ngày nay. Chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trân trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Vào giờ phút lịch sử thiêng liêng của dân tộc, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố và xác lập với thế giới về một Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Tinh thần và ý chí độc lập tự do của người đứng đầu đất nước đã trở thành sức mạnh thôi thúc một dân tộc để 30 năm sau, vào năm 1975, bằng một tinh thần quyết tâm giữ cho bằng được độc lập, một tinh thần hy sinh đến cùng cho Việt Nam thống nhất, toàn quân, toàn dân Việt Nam đã hoàn thành tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa đất nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất. Và cũng với tinh thần tự tôn và kiêu hãnh ấy, sau nhiều thách thức, Việt Nam hôm nay đã cho thế giới thấy những thành tựu vẻ vang trên con đường dựng xây và phát triển đất nước. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, chuyên gia cao cấp Viện Kinh tế, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, là người đã và đang hợp tác cùng các nhà nghiên cứu, chuyên gia Nga, biên dịch và xuất bản những ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh sang tiếng Nga. Anh coi việc kết nối giới nghiên cứu khoa học hai nước là công việc thường xuyên của chính mình. Ở nơi xa quê hương là một niềm tin và trách nhiệm đối với đất nước của một kiều bào. Không phải chỉ tôi mà những bà con người Việt xa xứ đều cảm nhận được đất nước thay ra đổi thịt hàng ngày, ai cũng cảm thấy là cái niềm tự hào và tin tưởng vào một cái tương lai rất là tốt đẹp cho đất nước Việt Nam. Trong căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu chắp bút khởi thảo bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Căn nhà này hôm nay có các thế hệ trẻ tới tham quan như nhắc nhớ về một tinh thần dân tộc cần phải được tiếp nối. Em cảm thấy rất là biết ơn và rất là may mắn khi được sinh ra khi đất nước đã hòa bình ạ. Em luôn luôn cố gắng học tập để sau này cống hiến cho đất nước. 79 năm trôi qua, đối diện với nhiều gian khó, tinh thần dân tộc Việt Nam vẫn mạnh mẽ và thao thiết chảy, chưa bao giờ ngừng lại. Cũng như sự tri ân vẫn lặng thầm tiếp nối, người sống nhớ về người đã nằm xuống, người trẻ học cách biết ơn và trả ơn, người đi xa vẫn nhớ về cội nguồn. Một tương lai đất nước với nhiều kỳ vọng sẽ được bồi đắp khi tự tôn dân tộc và niềm kiêu hãnh, trách nhiệm và sự cống hiến của mỗi người dân đều hướng về Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 79 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hàng vạn người dân từ mọi miền Tổ quốc đã không quản đường xá xa xôi đến thủ đô Hà Nội xếp hàng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày Tết độc lập của dân tộc. Trong ngày đặc biệt này, có mặt ở đây thực sự là một niềm hạnh phúc để bày tỏ lòng kính yêu với vị cha già của dân tộc.
Được gặp Bác trong ngày lễ độc lập luôn là mong ước của họa sĩ Lê Duy Ứng. Bởi trong hàng nghìn tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì bức tranh vẽ bằng máu từ đôi mắt bị thương 49 năm trước, trong những ngày cuối cùng của chiến dịch giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, không chỉ là ánh sáng giúp ông vượt qua sinh tử, mà còn là minh chứng cho một thế hệ trẻ, thế hệ của ông đã đi theo tiếng gọi của non sông đất nước, đi theo lý tưởng của Bác Hồ. Là người lính cụ Hồ, đi theo Bác, tôi là xếp bột nghiên lên đường đánh giặc vào Nam chiến đấu, vào những cái năm ác liệt nhất của chiến tranh. Tôi cũng có thể nói là một cái nhân chứng lịch sử trong một cái giai đoạn chiến dịch Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi vô cùng xúc động, đến một cái không khí rất là sôi động và thấy mọi người muôn phương về đây, tình cảm rất là dạt dào, rất là kính yêu Bác Hồ vĩ đại của chúng ta. Niềm tin của ông vẫn tiếp tục được duy trì và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi năm đến ngày Tết độc lập, hình ảnh từng đoàn người xếp hàng chờ đợi đến lượt vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh là minh chứng sinh động cho điều này. Có người may mắn ở gần Hà Nội, nhưng cũng có người vượt hàng nghìn cây số để được đến thăm Bác. 79 năm ngày Tết độc lập là một dấu mốc đặc biệt ý nghĩa. Vì thế, được có mặt tại quảng trường Ba Đình lịch sử, được viếng thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh, ai cũng chung niềm xúc động, tự hào và thêm trân quý hai tiếng độc lập. Đoàn chúng tôi đi là bắt đầu đi là từ 4 giờ sáng, thì xuống đây thì cũng đã bắt đầu xếp vào hàng rồi. Được về với Bác thì cũng rất là vui và phấn khởi, bởi vì Bác là người mà đem lại cho mình cuộc sống ấm no hạnh phúc, và muốn cái gì thì được cái đấy thì là nhờ có Bác. Đại diện cho lớp trẻ cũng rất là tự hào khi mà hôm nay được đứng ở đây, được viếng Bác, được sống trong nền độc lập của dân tộc. Mình cũng rất là xúc động khi được vào viếng Bác. 79 năm về trước, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra một kỷ nguyên mới. Lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào vì đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Để rồi, 79 năm qua, đất nước ấy đã vươn mình phát triển, đạt nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, xã hội, là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trên thế giới. 79 năm ngày đất nước độc lập cũng là hơn nửa thế kỷ người đã đi xa, nhưng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại vẫn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. Niềm kính yêu và biết ơn người đã, đang và sẽ trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và lớp lớp con cháu cũng đang dốc sức thực hiện những lời căn dặn của Bác để xây dựng đất nước ta sánh vai với các cường quốc Nam Châu.